Tay vợt số 1 thế giới Djokovic đã nhận án phạt lớn từ ban tổ chức Wimbledon sau hành động tức giận trong trận đấu với Carlos Alcaraz. Điều này trở thành khoản tiền phạt lớn nhất một tay vợt từng nhận tại giải Grand Slam Wimbledon và cũng là lớn nhất trong các giải tennis từ đầu năm tới nay. Dù số tiền phạt này chỉ là một con số nhỏ đối với Djokovic khi anh sở hữu khối tài sản trị giá 240 triệu đô la Mỹ. Trong trận chung kết với Alcaraz, Djokovic không kiềm chế được cảm xúc và đập mạnh cây vợt vào cột lưới khiến nó gãy nát. Anh cũng ném vợt gãy lên khán đài trước khi tiếp tục thi đấu. Sau trận đấu, Djokovic thừa nhận hành động của mình và cho biết anh rất thất vọng khi mất điểm ở game thứ hai. Mặc dù vậy, anh không muốn nhắc nhiều về sự việc và tập trung vào trận đấu với Alcaraz.